cây này. Cây chưa to luôn các bạn ạ. Giờ xe nó đang múc để dồn lại cái cây này các bạn. Giờ đang múc rễ xung quanh rồi mới mới nhấc lại cái cây đó các bạn. Múc hết cái cây mà thấy bù lời. Hồi xưa nó làm cũng bù lời. Giờ đang múc rễ xung quanh. Múc xong rồi thì mình cái rễ này là được rồi.